À, đây nó là chiếc đầu xe lửa đồ chơi nhân vật hoạt hình Thomas and Friends. Tên của cái phiên của cái chiếc xe này là Rusty. À, đây là hàng của Anh Quốc. Cực kỳ đẹp nha. À, nó là hàng thương hiệu Golden Bear. Thương hiệu của Anh Quốc. Bên dưới bánh xe nó có bọc cao su để chạy cho êm. À, xe chỉ chơi tương tác đẩy chạy thôi, không dùng pin gì hết ha.